Rau sạch thì phải bắt sâu chứ không có Đây đây thịt sâu nè, đây sâu nè. đây 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 các bạn thấy chưa, con sâu rất là dài đó. Chào các bạn, hôm nay mình trở lại vườn rau của mình sau 2 ngày vắng bóng thì trời ơi sâu nó ăn không còn gì hết, vì lý do là nhà mình mấy ngày qua thì có cái việc là đi lo đám hỏi cho đứa cháu cho nên nó là không có thời gian để chăm sóc vườn rau. Thì hôm về tối khuya quá cho nên cũng không tưới nước và lên xem như thế nào. Quay sáng ra lên xem thì nó tan hoang hết và bây giờ là chỉ còn là một ít rau cho nó đẹp thôi. Đây các bạn thấy chưa, chỗ này là còn rau đẹp một chút, còn bên đây là mới nhổ xong những cái cây rau xà lách xen vô cái này thì nhổ hết, còn đây sâu nó ăn không 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 chừa. Nhưng mà nhà mình đó là không có dùng phân bón thuốc trừ sâu cho nên đó là để cho rau sạch an toàn. Còn đây là những cây bắp cải mình trồng từng chậu riêng thì tới giờ này chưa phát hiện được là sâu. Mình nói là chưa phát hiện chứ không dám nói là không phát không có, chắc chắn là ít hôm nữa nó lại bò qua đây thì lại tiêu diệt hết luôn cái những cây bắp cải này, đợi để Tết ăn trái đây. Thấy còn đây là bụi măng tây phát triển rất tốt, hy vọng là nó sẽ không bị sâu rầy phá hoại để cho mình có thể là ăn được trong một thời gian tới nữa. Sau cái lứa rau này thì nhà mình sẽ nhổ và để làm đất cho nó sạch lại trong thời gian 1 tuần, rồi đắp phân nước khô cho nó chết với côn trùng và có thể là xử lý thêm ít hóa chất như là thuốc cây diệt côn trùng và vôi để cho đất nó phơi khô tơi và nó thoáng nó sạch, rồi sau đó mình mới tiếp tục làm chứ như thế này thì không chống chọi lại với những con sâu rồi, uổng quá các bạn ạ. Nếu xem clip này mà các bạn nào có trồng rau á, thì chỉ cho mình thêm nhiều kinh nghiệm để cho mình trồng thu hoạch nó tốt hơn và tiêu diệt được cái lũ sâu bằng những cái phương pháp sinh học tự nhiên nhất. Cảm ơn các bạn nhiều.